À vâng, và vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em tầm được khoảng 50 cây mai giảo nu xù nha cả nhà. Thì cái giống mai này giống mai mới nha. À, và đặc biệt nó có một cái đặc biệt, rất là đặc biệt luôn. À, bởi vì khi chúng ta ghép tới đâu thì nó sẽ nu ra, nó xù ra tới đó ha, y như như là mai mai xù vậy đó. Ví dụ như mình ghép chỗ này, đúng không? Cái lớn chút xíu ha, chỗ này nó phù ra, nó nu ra vậy nè. Xong rồi á, cái mai mốt cái em thấy có một những nghệ nhân người ta cắt ở trên đây, cái người ta ghép tiếp vô trên đây thì nó sẽ nu xù lên nữa. Nói chung là nó nu ra cái cục vậy nè, nó nu ra giống như nó nu mà nó nu cục tròn vậy nè, mà nó xù luôn nha cả nhà. Nó xù ra như cả nhà biết là cái gọi là cái mai, hay gọi là cái mai xù á, thì nó nu lên, nó sần sần sần, nó xù ra rất là đặc biệt luôn nha. Và những cái nghệ nhân người ta, ví dụ như một cái cây lớn, giờ cái cây này lấy bo ra đúng không, ghép vô một cái cây phôi nào đó, ví dụ mình ghép ngay chỗ cái mắt này, mai mốt nó sẽ, cái này nó còn nhỏ cho nên là nó chưa có xù, nó nu ra nha cả nhà. Nhưng mà mình ghép bự một chút thì nó sẽ nu cục ra luôn nha, mà nó xù luôn á. Ví dụ như chúng ta ghép vô cái phôi mai lớn đi, thì ghép vào chỗ này nó sẽ xù nu ra, xù ra chỗ này. Xong cái mốt chúng ta cắt thêm một cái bo nữa, mình ghép xích tên, cái bắt đầu nó nu ra, cái nó xù nữa, thì người ta sẽ tạo như vậy. Thì cái cây nó rất là nhiều cái nu lên xù ra, thì cái cây mai nó sẽ có rất là giá trị luôn nha cả nhà. Thì cái cây này tầm cao chắc khoảng tấc mấy, hai tấc á, cái này về chúng ta lấy bo được luôn rồi nha. Đó, cái rễ thì cũng đẹp lắm đó. Có cây hai tược luôn nha. Thì cái lô giảo nu xù này em bán với giá là 500 ngàn một cây nha. 500 ngàn một cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Cái này nó còn nhỏ cho nên là cả nhà chưa thấy có nu xù luôn ha. Nhưng mà cái này giống bên vườn mai của chiếc chè bông thì đảm bảo về giống nha. Đảm bảo về giống luôn. Em đảm bảo 100% về giống cây nu xù nha. Thì khách nào biết chơi thì chúng ta nhìn lá thì cũng biết cây này là cây giảo nu ha, giảo nu xù. Thì nó nu ra là bình thường nha, nhưng mà nó xù 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 nữa mới là đặc biệt ha. Rồi đây, và cái lô giảo nu xù này thì em bán với giá là 500 ngàn một cây, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha.